Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Hôm nay Chủ nhật 27 tháng 9, chương trình chuyển tải đến quý vị một số thông tin đáng chú ý. Chương trình nghệ thuật tiếng hát dân đảng chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7. Diễn đàn nhà quản lý, nhà báo, doanh nghiệp với tài nguyên và môi trường. Bảo hiểm xã hội Việt Nam bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Sơn giữ chức giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong phần tin thế giới, gần 1 triệu ca mắc Covid-19 đã tử vong. Đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc tới Mỹ. Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên tại Mỹ Latin và Caribbean. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Tối qua 26 tháng 9, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Tiếng hát dân đảng. Đến dự chương trình có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương và đông đảo người dân địa phương. Phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật với chủ đề Tiếng hát dân đảng, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả này chính là niềm tin, động lực cổ vũ cho toàn đảng, toàn dân và quân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, đem hết công sức trí tuệ để cùng chung tay góp sức triển khai có hiệu quả và đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Việc tổ chức chương trình nghệ thuật này là món quà tinh thần của Đảng bộ tỉnh gửi đến toàn thể đồng bào đồng chí, thể hiện sự gắn bó giữa đảng với nhân dân và niềm tin vào sự lãnh đạo, dẫn dắt của Đảng bộ tỉnh cho một tương lai vững chắc của Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian tới. Tiếp đó, trong hội trường đầy ánh đèn và tràn ngập âm thanh sôi động, khán giả và các đại biểu đã cùng hòa vào không gian âm nhạc với 17 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, được dàn dựng công phu, ca ngợi đảng, Bác Hồ, truyền thống đấu tranh cách mạng, cùng những thành tựu trên bước đường hội nhập và phát triển của tỉnh. Nhiều tiết mục do các nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, Mỹ Linh, Lưu Hiền Trinh trình bày đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với người xem. Sáng nay ngày 27 tháng 9 tại thành phố Vũng Tàu, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ công bố và phát động cuộc thi viết Cùng giữ màu xanh của biển lần thứ nhất năm 2020. Tham dự buổi lễ có ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đại diện các bộ ngành và cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Phát biểu chào mừng lễ công bố và phát động cuộc thi viết Cùng giữ màu xanh của biển lần thứ nhất, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhấn mạnh, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thời gian qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khai thác tốt tiềm năng lợi thế, huy động hiệu quả các nguồn lực về biển để phát triển công nghiệp, cảng biển, du lịch, dịch vụ hậu cần cảng. Qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển, tác động tích cực đến toàn vùng và cả nước. Bà Nguyễn Thị Yến cũng khẳng định, sự kiện này là cơ hội để các cấp, các ngành và người dân của tỉnh được tiếp cận nhiều thông tin hơn nữa về công tác bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường sống. Sự kiện truyền thông về môi trường năm 2020 do Báo Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức nhằm cụ thể hóa 17 mục tiêu phát triển bền vững của thế giới cho giai đoạn 2015-2030. Trong đó có mục tiêu bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển cho phát triển bền vững. Tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng các quy định của luật bảo vệ môi trường và thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết,
Tại một số tỉnh thành ven biển, tình trạng ô nhiễm môi trường biển, ô nhiễm rác thải nhựa vẫn diễn ra. Các hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học biển bị suy giảm. Một số tài nguyên biển bị khai thác quá mức. Vì vậy, cuộc thi viết cùng giữ màu xanh của biển do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức lần này được kỳ vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ nhằm thực hiện hiệu quả một trong các mục tiêu quan trọng mà nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra. Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang công tác sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp. Nội dung dự thi viết về những tập thể cá nhân điển hình, những sáng kiến, kinh nghiệm, bài học hay trong bảo vệ môi trường biển, phát triển kinh tế biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dân, phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển. Kèm theo bài viết là những hình ảnh minh chứng cho nội dung bài viết. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến 30 tháng 9 năm 2021. Nơi nhận là báo Tài nguyên Môi trường, lô E2, đường Dương Đình Nghệ, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ban tổ chức dự kiến sẽ công bố trao giải vào tháng 11 năm 2021. Qua cuộc thi lần này sẽ phát hiện được nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong việc giữ mãi màu xanh của biển và thu được nhiều sáng kiến, nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học quý thông qua các tác phẩm dự thi, góp phần hỗ trợ cho công tác bảo vệ môi trường biển, công tác bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển và quản lý rác thải nhựa đại dương ngày càng thực chất, hiệu lực và hiệu quả. Ngay sau lễ công bố và phát động cuộc thi giữ màu xanh của biển lần thứ nhất năm 2020, diễn đàn nhà quản lý, nhà báo, doanh nghiệp với tài nguyên và môi trường lần thứ tư năm 2020 đã diễn ra với sự tham gia của gần 200 đại biểu. Việc tổ chức diễn đàn này nhằm tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán mà Đảng và Chính phủ đã chỉ rõ, đó là phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Phát biểu tại diễn đàn nhà quản lý, nhà báo, doanh nghiệp với tài nguyên và môi trường lần thứ tư, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, trong quá trình tiếp cận thực tế đời sống kinh tế xã hội và chuyển tải thông tin về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và biển đảo, đội ngũ phóng viên nhà báo luôn thể hiện được vai trò của mình, góp phần thông tin kịp thời, thu hút sự quan tâm và phản ứng của dư luận trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Những thông tin phóng sự hình ảnh mà báo chí đưa đến công chúng thể hiện sự vào cuộc tích cực của đội ngũ các nhà báo trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đặc biệt là đã làm nổi bật mục tiêu là không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế. Việc tạo ra một diễn đàn thường niên để các nhà quản lý, nhà báo và nhà doanh nghiệp cùng chia sẻ những thông tin, ý kiến và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, biển đảo, thúc đẩy sự hợp tác nghề nghiệp giữa nhà quản lý, nhà báo và doanh nghiệp doanh nhân là nhu cầu tất yếu và rất quan trọng. Các sự kiện này sẽ góp phần hỗ trợ cho các nhà báo trang bị thêm kiến thức và tư duy về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong quá trình tác nghiệp, và từ đó sẽ đóng góp tích cực vào cái sự nghiệp chung là quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, cũng như góp phần thúc đẩy đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp triển khai thực hiện các cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo hướng xanh, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. Các đại biểu tham gia diễn đàn cũng cho rằng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững thì trách nhiệm của doanh nghiệp là không nhỏ. Bên cạnh đó là sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm thực hiện tốt chủ trương, quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Và đội ngũ phóng viên nhà báo, các cơ quan báo chí thông qua các sản phẩm báo chí sẽ đồng hành cùng mục tiêu, quan điểm đó, lan tỏa thông điệp xanh đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã rất là ghi nhận, đó là cái việc mà các đồng chí đã chủ động, rất chủ động trong cái việc mà tổ chức truyền thông tuyên rầm rộ, tạo được cái sự chuyển biến trong cái nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong cái việc mà quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại diễn đàn, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Du lịch, Sở Công thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ
chủ đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã ký kết kế hoạch hành động triển khai phong trào chống rác thải nhựa thông qua việc hạn chế, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần hoặc ni lông khó phân hủy trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị và vận động cán bộ, nhân viên, người lao động, các đối tác cùng thực hiện. Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức buổi lễ công bố trao quyết định nghỉ hưu và công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đến dự buổi lễ. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Thế Mạnh, đã trao quyết định nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 cho ông Trần Duy Hưng, nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Phạm Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 24 tháng 9 năm 2020. Bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Nguyễn Hồng Hạnh, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, giữ chức Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 24 tháng 9 năm 2020. Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúc mừng ông Trần Duy Hưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời nhắn nhủ trên cương vị mới, ông Phạm Ngọc Sơn và bà Nguyễn Hồng Hạnh cần phát huy hơn nữa phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm để xứng đáng với sự kỳ vọng của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh nhà. Tiếp theo là các hoạt động chăm lo cho trẻ em, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, sáng nay Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình trao học bổng, an sinh giáo dục, xe đạp đến trường cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình an sinh giáo dục, xe đạp đến trường, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bà Rịa Vũng Tàu đã trao 80 xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 130 triệu. Trước đó, công ty cũng trao 20 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Chương trình trao học bổng an sinh giáo dục, xe đạp đến trường do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam tổ chức nhằm khuyến khích và hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học trên toàn quốc. Sau 16 năm thực hiện, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ đã trao tặng 17.500 suất học bổng và 16.000 suất quà với tổng kinh phí trên 33 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại trường tiểu học Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu, sáng nay nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức hội thi vẽ tranh Sắc màu cuộc sống trong ánh mắt trẻ thơ và văn nghệ chào mừng thành công đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội thi Sắc màu cuộc sống trong ánh mắt trẻ thơ thu hút 600 học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở tại các huyện, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Châu Đức, Long Điền và Đất Đỏ tham gia. Trong thời gian 180 phút trên khổ giấy A3, A4 bằng các vật liệu như bút chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, các em thiếu nhi sẽ vẽ một bức tranh thể hiện suy nghĩ của mình về cuộc sống xung quanh liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường, những việc làm tử tế, những cử chỉ đẹp trong cuộc sống. Cũng trong khuôn khổ hội thi, nhà thiếu nhi tỉnh phối hợp với hội đồng đội tỉnh cũng phát động hội thi vẽ tranh về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Cuba. Những tác phẩm đạt giải cao tại hội thi này sẽ được chọn tham gia hội thi vẽ tranh Việt Nam Cuba thắm tình đoàn kết do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Còn tới qua tại trường Trung học cơ sở Láng Dài, Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Láng Dài tổ chức đêm hội Vầng Trăng Mơ Ước cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã. Tại đêm hội, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân sư rồng cùng tham gia các trò chơi với chị Hằng, chú Cuội. Dịp này, Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh trao 45 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 150 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí trao tặng do Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vận động từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Những năm gần đây, đuối nước ở trẻ em là một trong những mối đe dọa hàng đầu đến sự an toàn của trẻ nhỏ. Đặc biệt là tình trạng trẻ vì cứu bạn thì nhưng do thiếu kỹ năng xử lý tình huống nên cũng chịu thương tích, thậm chí là tử vong cùng với bạn. Trong khuôn khổ chương trình Cảnh sát biển đồng hành với người dân, do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tại thành phố Vũng Tàu vào chiều qua 26 tháng 9, hàng trăm em học sinh trường tiểu học Phước Thắng đã được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu người bị đuối nước.
Trong khuôn khổ chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức, các em học sinh trường tiểu học Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu đã được thông tin, tuyên truyền về phòng chống tai nạn, thương tích và đuối nước. Điểm nhấn của chương trình là các em được hướng dẫn các phương pháp cứu đuối nước, cách thoát khỏi tình trạng bị túm, kéo, kỹ năng thực hành sơ cứu người bị nạn ở dưới nước và trên cạn. Thưa quý vị, nằm trong lộ trình xây dựng Bệnh viện Bà Rịa văn minh, thân thiện, hiện đại, Bệnh viện Bà Rịa vừa thành lập đơn vị hồi sức tim mạch trực thuộc khoa hồi sức tích cực chống độc. Việc thành lập thêm đơn vị hồi sức tim mạch nhằm giúp cho bệnh viện nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị các bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là các bệnh lý tim nặng như là suy tim, viêm cơ tim, bệnh van tim, giảm nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Báo cáo của Bệnh viện Bà Rịa, trước đây trung bình mỗi tháng khoa hồi sức cấp cứu chống độc tiếp nhận 40 đến 50 bệnh nhân có bệnh lý tim mạch nặng. Do thiếu thốn phương tiện, nhân lực chuyên sâu về tim mạch nên khoảng 1/3 số bệnh nhân tim mạch phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Khắc phục thực trạng này, Bệnh viện Bà Rịa đã xây dựng kế hoạch phát triển đơn vị tim mạch chuyên sâu. Đến năm 2016, bệnh viện đã thành lập đơn vị tim mạch can thiệp và nay là đơn vị hồi sức tim mạch trực thuộc khoa hồi sức tích cực chống độc. Đơn vị này chuyên điều trị cho những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch nặng. Khi mà mình tách ra đơn vị hồi sức tim mạch á, thì mình sẽ hỗ trợ cho hồi sức cấp cứu. Và cái đơn vị hồi sức tim mạch là khi mình chuyên sâu, mình trị một số bệnh như là choáng tim, nhồi máu cơ tim, choáng tim nặng, hoặc là bị viêm cơ tim nặng, hoặc là rối loạn nhịp tim nặng, hoặc là mình ngưng tim ngưng thở. Đơn vị hồi sức tim mạch có 4 bác sĩ và 4 điều dưỡng. Đây là kiếp y bác sĩ đã được Bệnh viện Bà Rịa cử đi học tập chuyên sâu về tim mạch tại các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Tâm Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy. Song đó, Bệnh viện Bà Rịa đã đầu tư trang bị cho đơn vị những trang thiết bị y tế hiện đại như máy lọc máu liên tục, máy bơm tim điện, máy sốc điện tạo nhịp qua da, máy đo huyết áp động mạch xâm lấn, monitor, máy thở. Về năng lực của bác sĩ thì ở đây có một ekip trẻ được đào tạo tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh và một số bệnh viện khác. Tôi tin là mấy em sẽ làm được. Còn về trang thiết bị đó, thì ở đây thì làm đúng theo cái hướng hiện nay là chúng ta sử dụng máy đồng bộ, và nhờ sự đồng bộ đó thì các bác sĩ với nhân viên kỹ thuật sẽ quen sử dụng hơn và chúng ta sẽ giúp được người bệnh nhiều hơn. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thì cái đơn vị hồi sức tim mạch là một trong những cái nội dung mà bệnh viện sẽ triển khai và thực hiện trong thời gian hiện nay cũng như thời gian sắp tới. Để cái hồi sức tim mạch có phát triển nhanh hơn và mạnh hơn thì bệnh viện sẽ đầu tư về trang thiết bị, đồng thời gửi bác sĩ đào tạo tiến trên về để thực hiện tốt cái chuyên khoa này. Việc thành lập đơn vị hồi sức tim mạch tiếp tục ghi dấu bước phát triển mới của Bệnh viện Bà Rịa, là cơ sở để bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu các bệnh lý tim mạch, trong đó có kỹ thuật mổ tim hở sẽ được triển khai trong thời gian tới. Quý vị vừa theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình thời sự tối chủ nhật, mời quý vị cùng điểm lại những vấn đề sự kiện nổi bật đã phát sóng trong tuần qua. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng, một dấu mốc mới trong quá trình phát triển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa diễn ra thành công. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Nhìn nhận những hạn chế, làm sáng tỏ những nguyên nhân của ưu khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2020-2025, trong đó xác định rõ 3 nhiệm vụ đột phá và 9 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, với quyết tâm tiếp tục phát triển Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương đứng trong top đầu cả nước về GRDP, bình quân đầu người. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 7 gồm 48 đồng chí. Ông Phạm Viết Thanh tái đắc cử giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật tiếng hát dân đảng. 17 tiết mục trong đêm diễn đã làm rộn lên trong lòng người xem cảm xúc phấn khởi dạt dào,
niềm tin yêu với đảng, cuộc sống và tương lai của đất nước. Chương trình cũng là món quà tinh thần của đảng bộ tỉnh gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí, thể hiện sự gắn bó giữa đảng với nhân dân và niềm tin vào sự lãnh đạo dẫn dắt của đảng bộ tỉnh cho một tương lai vững chắc thời gian tới. Tại thành phố Vũng Tàu, cuộc thi viết Cùng chữ màu xanh của biển lần thứ nhất năm 2020 đã được Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát động. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam không giới hạn độ tuổi. Nội dung bài thi viết về gương điển hình, các sáng kiến kinh nghiệm vì môi trường biển xanh, xây dựng văn hóa sinh thái biển, ngăn chặn các xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Cuộc thi được phát động với kỳ vọng đóng góp một phần nhỏ nhằm thực hiện hiệu quả một trong các mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết 36 về Chiến lược Phát triển Bền vững Kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra. Liên đoàn Lao động tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ký kết chương trình phối hợp công tác trong lĩnh vực quan hệ lao động, xây dựng giai cấp công nhân và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2019-2023. Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất phối hợp tuyên truyền, thực hiện đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp, thiết lập kênh thông tin, tham vấn, đối thoại thường xuyên. Việc ký kết hợp tác nhằm phát huy tính chủ động, vai trò trách nhiệm của mỗi bên trong bảo đảm thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn, qua đó xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Thông tin liên quan đến thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông được dùng điện thoại di động trong giờ học nhằm phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm thông tin, nguồn học liệu, học tập đang gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận. Trong đó, đại đa số phụ huynh học sinh, giáo viên và thậm chí là nhiều học sinh không đồng tình phản đối. Nội dung này đã được chương trình thời sự ghi nhận trong tuần qua. Nguyên nhân là vì khi học sinh sử dụng điện thoại thì rất dễ mất tập trung vào bài học, giáo viên rất khó kiểm soát. Mặt khác, thông tư 32 chỉ đưa ra quy định mà không hề có định nghĩa hay điều khoản cụ thể hóa chỉ sử dụng điện thoại di động để học tập là như thế nào, nên gần như trách nhiệm đẩy sang hết cho giáo viên. Tuy nhiên, việc quản lý giám sát tất cả các em sử dụng điện thoại trong giờ học đúng mục đích là không khả thi, vừa giảng dạy, vừa phải kiểm soát học sinh có sử dụng điện thoại đúng mục đích bài học hay không, cũng được ví như chạy hai chân cùng lúc. Đường Long Sơn Cái Mép là công trình trọng điểm có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là đối với việc phát huy những lợi thế của cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải. Tuyến đường có tổng mức đầu tư trên 1.188 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác. Dự kiến sau khi hoàn thành, tuyến đường Long Sơn Cái Mép sẽ rút ngắn thời gian và quãng đường từ khu lọc hóa dầu ra quốc lộ 51, đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Tuy nhiên, một trong 6 gói thầu xây lắp của dự án đường Long Sơn Cái Mép là cầu sông Rạn đã được khởi công vào tháng 6 năm 2020, nhưng đến nay gặp nhiều khó khăn do thiếu mặt bằng sạch cả phần trên bờ và phần dưới sông. Thưa quý vị, tính đến 16 giờ chiều nay 27 tháng 9, thế giới đã ghi nhận hơn 33 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có gần 1 triệu ca tử vong. Đáng quan ngại là dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số nước và một số khu vực, buộc các nhà chức trách phải tăng cường các biện pháp đối phó. Mỹ vẫn là nước chịu tác động mạnh nhất bởi dịch bệnh với gần 7,3 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 209.000 ca tử vong. Đáng chú ý, thành phố New York, nơi từng là tâm dịch ở Mỹ, vừa ghi nhận số ca nhiễm tăng hơn 1.000 ca. Còn tại châu Âu, trong 24 giờ qua, Pháp đã ghi nhận hơn 14.400 ca mắc mới, giảm nhẹ so với mức kỷ lục 16.000 trong 2 ngày trước đó. Trong khi đó, tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế sâu rộng hơn chống COVID-19 và ngăn ngừa các đại dịch khác trong tương lai. Dù số ca mắc mới ở mức dưới 100 trong 2 ngày qua, song Hàn Quốc vẫn đang quan ngại về sự lây lan của virus trong dịp lễ Trung thu sắp tới. Chuyển sang những tin tức khác. Hôm nay, đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc đã tới Washington
để thảo luận với người đồng cấp Mỹ về việc thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đang gia tăng sau vụ một công dân Hàn Quốc bị bắn chết tại khu vực lãnh hải giữa hai nước gần đây. Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ kéo dài 4 ngày, đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, ông Lee Do-hun, dự kiến sẽ thảo luận kỹ với người đồng cấp Mỹ, ông Stephen Biegun, về cách thức giữ ổn định tình hình hiện tại và nối lại đối thoại để vượt qua những thách thức trong việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Theo ông Lee Do-hun, hiện là thời điểm quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ông Lee Do-hun cũng khẳng định sẽ thảo luận về tất cả các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump chính thức thông báo đề cử bà Amy Coney Barrett vào vị trí thẩm phán tối cao Mỹ, thay thẩm phán Ginsburg qua đời hôm 18 tháng 9 vừa qua. Bước đi gấp rút này của ông Trump đã nhanh chóng gây ra những tranh cãi trong dư luận Mỹ và vấp phải sự phản đối từ đảng Dân Chủ, trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống đang tới gần. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump ca ngợi bà Amy Coney Barrett là một trong những bộ óc pháp lý tài năng và xuất chúng nhất của Mỹ. Bà Barrett, 48 tuổi, từng là giáo sư luật danh tiếng ở bang Indiana. Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ mở phiên điều trần công khai kéo dài 4 ngày tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ từ ngày 12 tháng 10 tới và sẽ tổ chức bỏ phiếu thông qua đề cử này trước ngày bầu cử 3 tháng 11. Động thái gấp rút đẩy nhanh thời gian điều trần được cho là giúp Tổng thống Trump có thêm lợi thế trước thềm bầu cử. Thưa quý vị, nhân ngày thế giới phòng chống mang thai ở tuổi vị thành niên, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi các nước Mỹ Latin và Caribe thực hiện các biện pháp để chấm dứt tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên trong khu vực. Thông tin này sẽ khép lại bản tin thế giới tối nay. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc nêu rõ, khu vực Mỹ Latin và Caribe hiện đứng thứ hai trên thế giới về tỷ lệ mang thai ở lứa tuổi vị thành niên, với 62 trường hợp mang thai trong số 1.000 trẻ em gái từ 15 đến 19 tuổi. Tình trạng đang trở nên tồi tệ hơn, bắt nguồn từ sự gián đoạn của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản do đại dịch COVID-19 và có thể gây nhiều hậu quả tiêu cực. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc nhận định, với cá nhân các em gái, việc làm mẹ ở tuổi vị thành niên có thể gây ra hậu quả tiêu cực và không thể đảo ngược, và làm thay đổi toàn bộ kế hoạch cuộc đời của bản thân các em, làm tăng sự phụ thuộc về kinh tế cũng như giảm thiểu khả năng tiếp cận giáo dục và vị trí việc làm đối với những người mẹ trong độ tuổi này. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 27 tháng 9, thời tiết khu vực đất liền và ngoài biển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện đang xấu. Ở khu vực đất liền, mưa diễn ra nhiều nơi, tập trung nhiều nhất vào chiều tối và đêm, một số nơi có mưa to. Trong cơn dông có thể xuất hiện sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, ngày mai trời nắng gián đoạn. Trong khi đó, thời tiết vùng biển cũng mưa nhiều nơi kèm theo gió giật mạnh, nên các tàu thuyền hoạt động trên biển cần lưu ý. Mưa sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới, nền nhiệt duy trì ở mức vừa phải, thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có thể có sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 86 đến 94%. Khu vực huyện Côn Đảo, trời nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể có sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ, cao nhất 30 độ. Độ ẩm tương đối 87%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo, thời tiết chuyển xấu dần, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể xuất hiện các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh, nên bà con ngư dân cần lưu ý. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 và cấp 7, cấp 8, biển động. Tại Vũng Tàu ngày 28 tháng 9 năm 2020, mực nước cao nhất 395 cm xuất hiện lúc 0 giờ 45 phút, thấp nhất 110 cm xuất hiện lúc 17 giờ 30 phút. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin được khép lại. Hy vọng những thông tin chúng tôi chuyển tải cũng là vấn đề quý vị quan tâm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn tiếp sau đây là phần tiếp sóng chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.